Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin liên quan trực tiếp với crypto đi Thì nhìn vào tài liệu từ CoinGecko rồi các bạn thấy được là hôm qua đầu ngày mà BTC bắt đầu là có một cái đáy mới trong cây đợt đi xuống này Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay đã lại có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại Nói chung thì cũng không có gì đáng kể đâu các bạn Giống như BTC thì tăng trở lại 2,2% Chúng ta có BNB thì tăng 4,5% Ethereum tăng 1,2% XRP tăng 4% Và cả thị trường nó tăng khoảng chừng 2,2% là một cái sự hồi phục nhẹ mà thôi Nhưng mà chúng ta vẫn vẫn còn rất là nhiều những sự lo lắng trên thị trường đó Bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết kết quả hay là cái sự rõ ràng nào đâu Nhưng mà Thu sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn Đầu tiên hết thì Thu muốn chia sẻ một số những cái xuyên cá nhân với các bạn Hiện giờ đó thì có rất nhiều bạn đang bị lung lay tâm lý Nghe người này nói này, người này nói nọ về crypto Nhưng mà quan điểm của Thuận là như thế này để thường chia sẻ với các bạn Tại vì rất nhiều bạn hỏi Thuận À, về người nhà hay bạn bè của thường nghĩ sao về crypto và bản thân thường đó, thì tâm lý ra sao khi mà nghe người này nói này người này nói kia về crypto thì thường chia sẻ với các bạn Thường đó thì có quan điểm là 10% cái số lượng người sẽ luôn ủng hộ bạn cho dù là bạn đầu tư cái gì họ cũng sẽ ủng hộ hết 10% đó sẽ luôn ghét bạn cho dù bạn đầu tư cái gì họ cũng sẽ ghét các bạn 80% của cái số lượng người đó sẽ chẳng quan tâm tới bạn họ chỉ quan tâm đến giá trị bạn đem lại và sẽ có sự tôn trọng khi mà bạn thành công Tại vì khi bạn thành công đó, thì bạn sẽ đem lại giá trị cho họ và vì lý do đó đó, nếu như mà bạn dùng hết tâm trí sai chỗ đó thì bạn sẽ bỏ lỡ phần lớn những người mà đang ủng hộ bạn, chờ đợi bạn tiếp tục để các quyết định đầu tư đúng đắn. Vì cái lý do đó đó cho nên thường rất ít khi nào mà trả lời anti fan các bạn, vì trả lời anti fan đó, chẳng khác gì mình dành thời gian phục vụ cho 10% mà không thích mình cho dù mình làm gì họ cũng không thích mình đâu các bạn. Trong khi mà 90% còn lại đó là đang chờ mình trao giá trị. Đó là cái chia sẻ của thường Chỉ như mà nào mà đang bị lung lay tâm lý. Tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin khác trước khi chúng ta tiếp tục nói tới những cập nhật mới nhất liên quan tới Genesis, liên quan tới DCG và liên quan tới FTX. Ngày hôm qua đó trong video thường đã dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn về dựa theo lịch sử trước đây đó thì chúng ta sẽ thấy đáy khi nào và đáy có thể xuống bao nhiêu sâu dựa theo những tài liệu lịch sử thì đương nhiên chúng ta không thể nào biết được là đáy ở đâu và đáy sẽ sâu bao nhiêu nhưng mà nếu như càng tin tưởng vào những chu kỳ trước đây đó thì các bạn sẽ thấy được là dựa theo thời gian thì chúng ta sẽ sớm thấy đáy mà thôi cho dù là đáy có thể sâu hơn bây giờ nhưng mà chúng ta thấy được sự kiện đó sẽ xảy ra trong thời gian ngắn nếu mà dựa theo lịch sử các bạn có hiểu hai cái đó hay không tại vì tôi thấy là nhiều bạn nó cũng hay lẫn lộn hai cái có bạn nói chúng ta sẽ sớm thấy đáy có bạn thì comment bên dưới trả lời là chưa đâu đấy còn sâu hơn nữa thật ra cả hai cái đều có thể xảy ra cùng một lúc và trong một thời điểm liên quan tới một sự kiện cho nên tôi muốn chia sẻ cái thuyết này với các bạn là dựa theo những cái chu kỳ trước đây đó thì giá có thể xuống sâu bao nhiêu đây là cái thuyết đến từ Kalio. thì dựa theo những chu kỳ trước đây đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là những cái chu kỳ trước đó, giống như chu kỳ của năm 2011 từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011 đó thì từ đỉnh tới đáy đó BTC giảm tới 94% rồi các bạn. nhưng mà đương nhiên đây là cái sự động lớn hơn từ lúc đó đó, thị trường cực kỳ nhỏ và không có những cái sàn giao dịch như là bây giờ chúng ta nhìn vào cái thời kỳ của năm 2013 đi thì chúng ta thấy được là từ đỉnh là tháng 12 của năm đó cho đến đấy là tháng 1 của năm 2015 thì tổng cộng BTC đã xuống là 86% đây cũng là những cái tài liệu tương tự thường chia sẻ với bạn trong video ngày hôm qua chúng ta nói tới cái chu kỳ kế tiếp đi chu kỳ thứ ba là từ năm 2017 thì tháng 12 của năm đó cho đến tháng 12 của năm 2018 đó thì BTC đã xuống tổng cộng từ đỉnh tới đấy là 84% đó các bạn. Và nếu chúng ta nhìn vào chu kỳ hiện tại đi là chu kỳ thứ tư thì từ tháng 11 của năm 2021 tới tháng 11 của năm 2022 tổng cộng chúng ta đang thấy là từ đỉnh tới đấy là giảm 78% rồi bây giờ đó đương nhiên là nhiều người đang rất là nản và chúng ta thường là có rất nhiều người nói là bitcoin coi như là xong bitcoin đã không thể nào hồi phục trở lại nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì không hẳn đâu chúng ta thấy được là mặc dù chúng ta đã đối đầu với lại biết bao nhiêu là sự kiện lớn trong năm nay như là luna ust kế đó chúng ta nói tới là voyager celsius chúng ta nói tới ftx bây giờ chúng ta nói tới dcg biết bao nhiêu là những công ty đầu tư đó sụp đổ nhưng mà chúng ta thấy được là giá của BTC chỉ xuống tới cái mức là 78% so với lại những cái đợt trước đó đó là xuống tới 84, 86%. Cho dù là chúng ta thấy được là BTC đó đi xuống tới cái mức tương tự như là năm 2017 hay năm 2013 đó, chúng ta thấy được cái giá của BTC đó sẽ xuống tới mức là khoảng 11.000 đô. Nhưng mà cho dù là giá đi xuống tới mức đó đi nữa đó, thì vẫn là trong những cái khuôn khổ chu kỳ trước đây chứ không gì gọi là đặc biệt hết. Đó là điều được chia sẻ bởi. Calio cho nên những mà nào mà muốn biết nếu như mà chúng ta thấy giá của BTC xuống tương tự như là năm 2017 hay là 2013 đó thì giá lại xuống tới 11.000 đô đó các bạn. Điều này không có nghĩa là chúng ta thấy giá của BTC xuống 11.000 đô. Chúng ta chỉ nói là dựa theo những chu kỳ trước đó là như vậy nhưng mà các bạn thấy được là nhìn vào cái sự thay đổi của lịch sử đó BTC ngày càng lớn hơn thì cái phần trăm đi xuống đã giảm theo thời gian. Đầu tiên đó là xuống tới 94%, kế đó là 86%, kế đó là 84%. Đợt này là bao nhiêu? Các bạn thấy từ mức là 78 đến 84% nên chúng ta còn có thêm 6% nữa trong cái phạm vi này và dựa lịch sự chúng ta sẽ thấy sớm mà thôi đó chính là dựa theo lịch sử những chu kỳ trước đây điều này cũng không có thay đổi gì nhiều so với gì mà chúng ta đã nói về chiến lược đầu tư của bản thân của thuận đâu các bạn tại vì thời gian là điều mà quan trọng hơn đối với thuận chứ không phải là giá nó xuống sâu bao nhiêu tại vì nếu như mà nhìn vào những cái chu kỳ đó chúng ta sẽ có một cái thời kỳ tích lũy từ bây giờ có thể giá xuống thêm nữa nhưng mà sau đó đó giá sẽ ổn định lại và sẽ có một thời kỳ tích lũy từ bây giờ cho đến khoảng chừng là cuối năm sau đó các bạn trước khi mà giá bắt đầu nhích ngược trở lên và chúng ta lại bắt đầu có một cái đợt hào hứng mới cho cây Bitcoin hai bình năm 2024 thì đối với thuận cái thời gian nó quan trọng hơn và đối với thuận chúng ta chỉ còn hơn một năm nữa thôi và thường đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội này cũng như thường đã từng nắm bắt năm 2018 và 19 đây là cái đầu tư cá nhân thường mà thôi mọi người sẽ có mọi chiến lược cho nên không phải giống ai mà không phải cũng có vị thế giống nhau thường chỉ chia sẻ với các bạn về cái cách đầu tư của thuận mà thôi và cho dù là chúng ta thấy được là có rất nhiều người lo lắng hiện bây giờ nhưng mà chúng ta nhìn vào tài liệu on chain đó thì chúng ta đã thấy được là khoảng 66% của tất cả BTC đã không di chuyển hơn 365 ngày qua. Trong vòng một năm qua đó đã có biết bao nhiêu sự kiện nhưng mà số lượng BTC này vẫn không di chuyển cho chúng ta thấy được đây là một dẫn chứng là chúng ta có rất là nhiều hodler có lòng tin trong thị trường này. Đương nhiên cũng có rất là nhiều người lo sợ nhưng mà chúng ta cũng không có thiếu những hodler những người mà có lòng tin dài hạn và BTC. Và bây giờ đó là mấy giờ khuya thì thuận không rõ nhưng thời điểm đen tối nhất là trước bình minh. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a